Kính thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay con xin được gửi đến cho quý ông bà anh chị em bản tin của tháng 12 năm 2016. Với những công việc bác ái mà chúng con làm được, chúng con xin gửi đến quý ông bà anh chị em như một lời chia sẻ niềm vui với tất cả những tấm lòng nhiệt huyết của quý ông bà anh chị em trong nước cũng như hải ngoại, cùng với các thành viên trong chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo. Kính thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay quý ông bà anh chị em thấy rất nhiều bông hoa, nào là cúc, nào là hoa lan và nhiều bông hoa nữa đã báo hiệu cho chúng ta một mùa xuân, một năm mới đã về với chúng ta. Và hiện nay tại Việt Nam, tất cả mọi người chúng con đang chuẩn bị đón Tết. Ngoài những cái việc chăm lo Tết cho những người nghèo, chúng con luôn quan tâm đến những mảnh đời bất hạnh. Và chương trình của chúng con cũng đã chuẩn bị sẵn để khởi đầu của năm mới. Chúng con ra đi mang cái niềm vui, mang cái mùa xuân đến cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Và trước khi điểm tin tháng 12, con xin thay mặt cho chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo xin gửi đến cho quý ông bà anh chị em lời chúc mừng năm mới. Nhân dịp xuân năm 2017, xuân Đinh Dậu đang về với chúng ta. Trước hết con kính chúc quý ông bà anh chị em một năm mới được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, gia đình luôn hạnh phúc. Và năm mới này công việc của tất cả chúng ta luôn được thành đạt và quý ông bà anh chị em luôn may mắn trong năm 2017 này. Đó là những điều chúc tốt đẹp, những điều may mắn, những điều tốt lành con xin được gửi đến cho toàn thể quý ông bà anh chị em trước màn ảnh nhỏ này. Phần kính thưa quý ông bà anh chị em, trong tháng 12 năm 2016 vừa qua, cụ thể đó là ngày 7 tháng 12 năm 2016, cũng là ngày kỷ niệm ngày thụ phong linh mục của con. Con và các thành viên đã trao tặng 167 phần quà cho những người khuyết tật, cụ thể đó là những người khiếm thị, những người mù tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. 167 phần quà đã được trao tận tay cho những người khiếm thị. Và cũng ngày 7 tháng 12 năm 2016, như là một món quà kỷ niệm ngày thụ phong linh mục của con trong suốt hành trình 11 năm, chúng con đã đến trao tặng 10 xe lăn cho quý sơ dòng Thánh Phaolô Sài Gòn. Đây là các bà ngoại, là những người đã một đời phục vụ cho giáo hội, nay đã về hưu và đang cần đến những chiếc xe lăn để đi lại trong nhà, để đi dự thánh lễ. Cho nên đây là cái món quà nhân dịp kỷ niệm ngày thụ phong linh mục kỷ niệm 11 năm. Con và các thành viên đã đến, đã chia sẻ món quà này cho quý sơ già về hưu tại dòng Thánh Phaolô Sài Gòn. Và ngày 8 tháng 12 năm 2016 là một cái niềm vui lớn cho chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo. Chúng con xin được chia sẻ niềm vui này đến cho quý ông bà anh chị em. Hơn 10 năm qua, chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo đã làm những công việc xây nhà tình thương, mổ mắt cườm, phát tặng xe lăn, xe lắc, cứu trợ vùng sâu, vùng xa. Và hôm nay chúng con lại có một cái tin vui, đó là cho ra đời cái quán cơm tình thương huynh đệ thứ hai. Đó là quán cơm để phục vụ cho những người trẻ, những người sinh viên xa nhà lên tỉnh học. Đây là những em có hoàn cảnh khó khăn rất là đặc biệt, đang cần đến sự giúp đỡ của tất cả mọi người, đặc biệt là của chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo. Những em sinh viên đến đây dùng bữa cơm trưa cũng như bữa cơm chiều để giúp cho các em, để dành những cái số tiền đó để các em chi phí cho việc học cũng như là đóng tiền cho nhà trọ. Trong ngày khai trương này, chúng con đã có sự hiện diện của các thành viên cũng như các em sinh viên đến dùng bữa. Chúng con khai trương trong một cái bầu khí thật là vui tươi, ấm áp, trong cái tình huynh đệ. Và các em đã đến dùng buổi trưa tại cái ngày khai trương này mang một cái bầu khí rất là đậm nét của cái tình huynh đệ mà chúng con chia sẻ cho quý ông bà anh chị em được nhìn thấy qua màn ảnh nhỏ này. Và sau khi khai trương quán cơm vào ngày 8 tháng 12, sau ngày hôm đó là ngày 9 tháng 12, chúng con đã trao tặng 300 phần quà tại xã Long Chánh và xã Bình Đông thuộc tỉnh Tiền Giang cho những người có hoàn cảnh khó khăn. 300 phần quà đã được chúng con chuyển đến nơi và trao tận tay cho những người có hoàn cảnh khó khăn tại nơi đây. Và cũng tiếp tục trong tháng 12, vào ngày 20 tây tháng 12 năm 2016, chúng con đã trao tặng căn nhà tình thương cho anh Quỳnh Bạch Nhạn thuộc ấp Đông Hòa, xã Thủy Đông, huyện Thanh Hóa, tỉnh Long An. Đây là một căn nhà mà lúc trước chúng con cũng đã chia sẻ. Đây là một gia đình gặp hoạn nạn, nghĩa là ban đêm tự nhiên ngôi nhà anh bốc cháy. Và từ đó trong ngôi nhà đã không còn gì nữa. Cái đám cháy nó đã thiêu hủy hết căn nhà của anh, không còn một cái món gì ở trong gia đình. Chúng con đã đến tiếp cận
chúng con đã đến để chia sẻ và giờ đây chúng con đã hoàn thành căn nhà này và anh Quỳnh Bạch Nhạn đã đón nhận căn nhà này trong cái niềm vui và hạnh phúc không thể diễn tả được. Cũng bản tin tháng 12, chúng con xin được chia sẻ đúng với bạn chị em đó là ngày 29 tháng 12, chúng con trao tặng 300 phần quà tại nhà thờ Tô Ma, xã Lương Tâm, Long Mỹ, thuộc tỉnh Hậu Giang do cha Đa Minh Lê Văn Hội phụ trách. Những chiến cứu trợ vùng sâu vùng xa trao tặng 300 cho đến 500 phần quà, đó là chương trình mỗi tháng của chúng con. Kính thưa quý bạn chị em, đường hướng của chúng con là mỗi tháng ra đi để cứu trợ một nơi nào đó. Chúng con vừa điểm tin cho quý bạn chị em tháng 12 vừa qua với những cái chương trình bác ái, từ thiện mà chúng con đã làm được. Những điều đó để cho nói rằng chúng con luôn trân trọng và cảm ơn quý ông bạn chị em đã không ngừng đồng hành với chúng con trong mọi nơi mọi lúc để chúng con ra đi làm việc lan trọng nhiều hơn, mang lại cái niềm vui đến cho những người nghèo. Chúng con xin chân thành cảm ơn sự đóng góp của quý ông bạn chị em trong những năm tháng qua. Nhìn lại hành trình năm 2016 vừa qua với những công việc bác ái mà chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo của chúng con đã thực hiện. Chúng con trước hết tạ ơn Thiên Chúa vô cùng vì Ngài luôn yêu thương, gìn giữ và che chở cho gia đình Tiếng Hát Vì Người Nghèo luôn ra đi phục vụ với tâm tình yêu thương. Chúng con luôn nhận được những sự đóng góp chia sẻ của quý ông bạn chị em, ân nhân trong nước cũng như hải ngoại bằng cách này cách khác hay là chia sẻ qua những chiếc CD thánh ca. Và đặc biệt là con chân thành cảm ơn các thành viên trong chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo, 1.500 thành viên đã không mệt mỏi cùng với con trong một năm qua trên những bước đường xa gần từ Cà Mau đến Hà Nội để mục đích mang cái tình yêu thương đến cho những người nghèo khó. Con rất trân trọng đón nhận những cái tấm lòng chân thành của quý ông bạn chị em từ người nhỏ đến người lớn và không phân biệt tôn giáo, sắc tộc và ranh giới cùng đồng hành với con. Vì thế trong năm mới này con luôn dâng thánh lễ cầu nguyện cho tất cả các thành viên cũng như quý ân nhân xa gần trong nước cũng như hải ngoại một năm mới được nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc, và xin Thiên Chúa luôn gìn giữ và chúc phúc cho tất cả công việc của quý ân nhân và các thành viên. Và mong rằng trong năm mới này, quý ân nhân và các thành viên luôn tiếp tục mãi cùng đồng hành với con để ra đi đến tận những nơi xa xôi, những nơi hẻo lánh để chúng ta xoa dịu được những cái niềm đau bất hạnh của những người anh em nghèo khó ở vùng sâu vùng xa. Trở lại trước thềm năm mới, một lần nữa chúng con không quên cầu nguyện cho quý bạn chị em trong những thánh lễ đầu năm. Xin Thiên Chúa là tình yêu, giàu lòng thương xót luôn gìn giữ và che chở gia đình của quý ông bạn chị em trong suốt năm nay luôn được bình an và hạnh phúc. Đó là cái điều mong ước của mỗi người chúng ta. Một lần nữa con xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.